Chuyên gia về lãnh đạo Jose Maxwell đã từng nói, thay đổi thì không thể tránh được, nhưng trưởng thành là một lựa chọn. Khi bạn thực hiện một chiến lược nhằm mang lại sự gắn kết trong môi trường đa dạng, chắc chắn bạn sẽ gặp phản đối từ nhân viên, nhà quản lý và thậm chí là cả các lãnh đạo của bạn. Những người thích giữ nguyên hiện trạng trong khi họ biết thay đổi luôn luôn là điều không thể tránh khỏi. Cách nào để khuyến khích họ chấp nhận những phương pháp mới? Có nhiều lý do để khiến cho mọi người không thích thay đổi. Đầu tiên đó chính là họ sợ rằng sẽ mất đi một cái gì đó đã có giá trị. Chẳng hạn như là quyền lực, cơ hội, sự an toàn, định hướng hoặc là các mối quan hệ. Dù có thể trong lúc họ nói không, họ chưa thể nhìn rõ giá trị bị mất đi là gì. Ví dụ như là một nhà quản lý của bạn tin rằng quyền lực của họ với cấp dưới bắt nguồn từ kỷ luật và kỷ luật dễ thấy nhất chính là việc đi làm đúng giờ. Nếu như bạn cho phép làm việc từ xa, các nhà quản lý sẽ sợ rằng sức mạnh của họ sẽ không còn. Thứ hai, một số người có thể mất đi niềm tin tưởng với các nhà lãnh đạo cấp trên. Và thứ ba, một số nhân viên không bao giờ thích thay đổi, có thể họ sợ những người mới, đa dạng và sẽ được trọng dụng hơn chẳng hạn. Bạn là người khởi xướng sự thay đổi và những người bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó có thể tưởng tượng ra hàng ngàn lý do liên quan đến lợi ích của họ. Cũng giống như là phe cánh tả và cánh hữu trong mọi cuộc bàn luận từ cổ chí kim vậy. Giả sử như là bạn cho rằng tăng số lượng phụ nữ quản lý là một ý tưởng tuyệt vời bởi vì nó sẽ giúp bạn tăng doanh số bán hàng cho khách hàng nữ lên tới 20%. Nhưng những người khác sẽ nghĩ ngược lại về việc những nhà quản lý này sẽ làm giảm 20% lượng khách hàng nam giới chẳng hạn. Và thứ tư, nhiều người chẳng chấp nhận cho dù đó là dạng thay đổi gì. Làm thế nào để bạn giải quyết tất cả những vấn đề này? Có một câu hỏi như sau, giao tiếp. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ một lát là sẽ thấy câu nói này đúng trên mọi phương diện. Trong trường hợp này, chúng ta phải tìm ra vấn đề, sau đó giao tiếp để bán vấn đề. Bán được vấn đề rồi thì chúng ta lại giao tiếp để tạo ra một nhu cầu cho mọi người hướng tới giải quyết vấn đề ấy. Và tiếp theo là trao đổi về các giải pháp. Chia sẻ các giải pháp cũng là cơ hội để lắng nghe phản ứng từ mọi người. Để mọi người chia sẻ quan điểm của họ cho kế hoạch là cách tốt nhất giúp bạn cân đối giữa những tổn thất và giải pháp. Cuối cùng thì thay đổi mở ra và bạn có thể khuyến khích họ hợp tác, thiết lập và đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn. Tiếp tục nói chuyện với mọi người ở tất cả các cấp và khuyến khích các nhà quản lý nói chuyện về những thành công, thất bại với các nhân viên của họ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đảm bảo mọi người được phát triển cùng với tổ chức thông qua những thay đổi có lợi này.